Chào các bạn nha. Buổi tối hôm nay thì Trung Bonsai và em Tú ra nhà anh Tân Phạm chơi. Thì mình có nhu cầu thì mình mua thôi. Ở đây là một cái bình nó nhỏ. Cái bình này là ngày trước được tiền. Đấy, nhưng mà nhỏ thì anh Tân có với em Tú là cũng đã có cuộc giao dịch rồi. Đấy, chờ một cuộc bắt tay thôi. Thì cái công gian nhà anh Tân đây thì anh em xem ở video trước thì mình cũng là một thời lê à Nhật Bản ấy. À thôi, nó muốn ở thời bao nhiêu thì nó cũng hoa chanh này, hoa thị cái này nó là hoa chanh đây, bốn cái như y xỉ đấy. Cái này gì đấy, sập cụ tủ chè đều có hết. Đây là hai anh em bắt tay cái gì à đấy. Buổi tối này nhẹ không mà nghĩ đã, nhưng mà nó có tiền rồi. Cảm ơn anh Tân này. Đấy, đúng là đồ nó đẹp thì nó có giá của nó cả. Anh Tân này, cái anh bỏ cái ghế xuống cho anh em tham khảo tí nhỉ. Cái đĩa kia kìa. Đây. Cái đĩa rất là hay. Đúng rồi, cái này nên nói chung là Trung Bonsai cũng giao dịch với anh Tân một cái con rồng châu Á. Đấy. Này. Cứ để cả vào đất vậy nó mới còn zin như Tú ơi, cầm máy anh cái. Đây. Đang quay đấy. Rồi. Đây, cảm ơn Tân Phạm. Hôm nay là chúng con sai mua cái bình này về để cấy cây. Không biết là bình cổ, bình cũ thì mình cứ mua về vậy. Đúng đây, để chú ông mình vôi con rồng. Đấy, con rồng này, cau rồi. Đúng, cau cái có hết rồi, mình mua quả cau rồi, con cầu thì nó đâu. Sợ, đẹp thật. Đồng đấy mà. Câu con rồng là đây tưởng vỡ gì là nghe là lá không, cái này là nguyên bao lành nguyên rồi sao rủ quay thì không mời cho anh em xem cũng sợ ơi. Đẹp. Anh xoay như chậm cho em xem nào, trời đẹp thật. Đây thêm còn con xin nhỉ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đấy cái này còn một xúc ở câu đằng sau nó mới hay đi. Đẹp thật, rồng này lắc cái chân còn đẹp hơn cây mình. Đúng rồng châu Á đây này, cái này kiếm một cái cây to bự đỏ trong đây hoa rồi. Anh em xem này, những trái cau này, ui rồi. Cau lá trầu, lá cầu, lá lật. Qua đây. Qua đây, qua lật hay nhỉ? Lật. Chẳng gì đâu, nó là đồ cũ đúng không? Lật, lại là đuôi rồng luôn. Vừa rồi là ở trên anh Tân bỏ đĩa khảm trên xuống cái, em xem. Trên cái diễn bàn đàn ở đây Tú. À. Diễn đàn của đấu giá. Một cái bình cũ, không phải đồ nha, mới ở thế kỷ 20 mà người ta đấu giá biết là 180 tỷ. Cái này mình đây để tí nữa để đây quay cái đĩa cho anh em tham khảo cái đĩa mình đang khả năng là sau này có cái nhà thì cũng mua. Đấy. Đế vương vọng nguyệt. Chơi ánh trăng đẹp quá. Nó cái khảm này là khảm chai đúng không anh? Nó với có cái màu này đúng không? Cái này ốc. À ốc nó có màu này đúng không? Còn chai thì nó là trắng này. Ốc trai thì nó không đẹp bằng ốc. Ốc được quý hơn này. Ốc nó lên màu chứ, nó theo đâu. Ốc màu nó đỏ hơn, nó quý hơn. À. Cái này là anh Tân ấy mua rồi nhưng mà tí vậy mà chủ bảo đánh giá, mặc dù nó cũng có một cái gì đấy nhưng mà nó là đồ nó rất trang trí rất đẹp. Thì nó bằng gỗ vụn mà. Thật. Cái này giờ nhiều tiền không Tân? Ý là bây giờ cái này đang 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu là ông anh bạch trả là chiều trước nhiều cho. Nói chung là hai anh em buổi tối hôm nay ngồi uống nước chè chát thôi thì bỏ cái quà cáp về rồi. Này. Con rồng cũng nhận làm đẹp nhỉ. Hay là phong cách lành tít. Mình cứ gọi là đồ cũ thì mình không hiểu đồ cổ, mình không được nói sai nói đúng, nhưng mà bác nào cảm nhận được thì hàng đây là hàng của em Trung Bonsai rồi. Hai em cũng người đi qua một không qua vậy. Buổi tối ra chơi uống nước chè nhiều lúc nó cũng hay. Tú thì nhỏ nhỏ nằm trên bàn tay thì tôi cũng ý nghĩa đúng không? Đấy thì cấy vào cây nào đó ký vào cây nào cũng hay đúng không? À trong đây còn 3 đồng tiền nữa này. Đấy 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 lộc đấy. Bao nhiêu mấy cái ban thầu rồi anh? Bao đồng tiền. Ờ đấy. Ngày xưa nó cũng có giá đấy không ạ? Rồi, anh Tân ơi, cái bộ xà, bộ tủ tre này, bộ ghế này khoảng bao tiền bộ nhỉ? Cái tủ đây này. Tủ bên đây này. Cái tủ đây. Rồi. Cái tủ này mình chờ 12 triệu.
12 triệu này. 12 triệu. Nói chung cái này là cũ hơn cái kia nó để chung nhưng mà nó dày dặn hơn. À, đời chung thì thôi. Đời sau này thì người ta làm cái dày dặn hơn nhưng mà chưa chắc là đã quý bằng. Cái đây nó lại gọi là lộn thềm, hàng lộn thềm. À. Thềm nó hai hàng ở cường cho nên gỗ dày hơn. À, vậy có giá trị này. Giá trị có bằng cái kia không? Giá trị bằng cái không? Giá trị cái này đắt hơn mấy triệu. À, đắt hơn mấy triệu. Thôi thì mình cũng không hiểu sâu thì nào bác nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho anh Tân nhá. Còn những cái đồ chơi ở bên trong kia thì chúng tôi sẽ cũng được quay. À, kỹ được anh em nào mà đam mê mà kết thì cứ alo. Đấy. Alo trực tiếp cho anh Tân Phạm mà nhá. Theo số điện thoại là 0966596567. Còn cái bình vôi này thì bây giờ tôi xách về là phải về đây bình vôi thì tôi đã bàn giao tiền giống rồi. Giờ là chính xác là của Trung Môn Sai. Đấy, số điện thoại của mình là 0978396477. Đó. Về chơi cũng được, bác nào thích thì ký vào cây nào đó cũng được. Đều được hết, cái này đều chơi được mà. Có hàng hóa gì trong này không có nhỡ phát về. Ôi dồi ôi, một bét ở trong này thôi. Ừ, thoải mái. Không nghĩ là ở trong đây này. Tí nó phải điều tra xem bên trong có bác nào. Hôm nay có tiền đi. Chúng con sang xin đưa video nhé. Hẹn anh em video sau đi. À, xin từ nay, chào tạm biệt. Mình vô trong...